Hôm nay là coi như là chị Oanh, Thúy, chị Nga, anh Chiến, chị Oanh ra đây là để chào bác hai, chào cậu mở, để mà ra về lại Việt Nam. Đó, rồi chị sẽ ghé thăm anh Sơn và anh Bình. Ok, báo cho anh em trong nhà biết. Đó. Rồi cũng mừng. Không không, chị nghe vài bữa nó gì chị nghe không? Vài bữa nó xong, chị nghe nghe em đi, vài bữa là nó lên nè. Hay chị nghe nghe em đi không sao. Không sao đâu. Em nhớ không? Tại vì nó bị mất nước mẹ trước để mấy ngày. Không có. Chị nghe không? Không có. Bảo đảm chị từ từ rồi cũng xong. Thôi ơi, chị thấy đất người ta lên không? Cái này là bảo đảm người ta tưới nước đó.